Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 19 tháng 5, tức là ngày sinh nhật Bác Hồ, ở đồ năm 2018, Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị ba pho tượng ông Phúc, ông Di Lặc và ông Phúc đông con nhiều cháu. Mỗi pho tượng gồm có 3 đồng tử, rất chi là đẹp, được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi làm bằng chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Hàng này là hàng thửa không tì vết. Riêng ba pho tượng này là ba pho tượng không tì vết, không một vết gì cả. Đó, hàng đẳng cấp được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là vừa hoàn thiện xong phần mộc. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu ba pho tượng này liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi để được sở hữu. Và ngoài ba pho tượng ra, Thành Luân chúng tôi vẫn còn các pho to hơn rất nhiều đang được để ở trong nhà. Thì ngày hôm nay chúng tôi là chỉ giới thiệu ba pho này thôi. Về phần kích thước thì là cái chiều ngang này 50 phân, chiều cao là 35 phân và chiều sâu của nó là 30 phân, 50, 30 và 35. Khi quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân tôi và hỏi là ba pho tượng Tam Đa, ba pho tượng ông Phúc đông con nhiều cháu gồm có ba đồng tử, kích thước 50, 35 và 30. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của ba pho tượng này. Và một trong ba pho tượng này cũng đã có chủ nhân. Khi chúng ta mệt mỏi hay là đi làm công việc stress, chúng ta khi nhìn vào những cái khuôn mặt của ông Di Lặc này, ông Phúc này và những đứa trẻ này, chúng ta có thể xua tan đi mọi mệt mỏi và cái stress. Rất chi là ý nghĩa. Trong phòng khách chúng ta nên đặt một pho tượng Phúc này. Gia đình lúc nào cũng có đông con nhiều cháu, gia đình có Phúc, đông con nhiều cháu, gia đình có Phúc. Nó rất ý nghĩa. Cũng theo yêu cầu của một số khách hàng là cần các cái pho tượng nó tương tự như này. Cái khách nào mà có nhu cầu muốn làm các pho tượng tương tự này mà kích thước nó khác nhau, to hơn, nhỏ hơn thì liên hệ với chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu. Rất đẹp, và các ba pho tượng này đều là vần gỗ rất đẹp luôn, được làm gỗ hương đá, vần gỗ chất liệu, vần gỗ rất đẹp, tuyệt đẹp luôn. Cả ba ông đều đẹp, và ba ông đều là ba ông là chúng tôi là cắt các cái cây gỗ cực kỳ là luột là không tì vết. Video quý vị đang xem chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, làm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thành Luân chúng tôi tọa lạc tại hai cơ sở 2 chúng tôi tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và ngoài ra xưởng sản xuất của chúng tôi nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và một lần nữa Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.